Lời Chúa thứ sáu, tuần 29 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng trời sắp mưa và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến thì các ngươi nói trời sắp nóng nực và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quỷ đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Suy niêm lời Chúa. Khôn ngoan nhận định, sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Suy niệm. Hồi giữa tháng 5 năm 2006, siêu bão Chanchu tràn vào Biển Đông với sức gió lúc mạnh nhất lên tới 250 km h Do dự báo sai về đường đi của bão, mà thảm họa xảy ra, hàng chục tàu đánh cá Việt Nam bị chìm và hàng trăm ngư dân thiệt mạng vì tránh vào đúng ngay đường đi của cơn bão. Nói chung, trong mọi lĩnh vực, công việc xem xét, dự báo là hết sức cần thiết để điều trị một căn bệnh, cần chẩn đoán xét nghiệm. Muốn đầu tư kinh doanh phải nghiên cứu kỹ thị trường. Công việc khảo sát dự báo nếu bị bỏ qua hoặc sai lệch sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại hoặc gây ra tai họa, hậu quả khôn lường. Cũng vậy, việc sống đức tin và loan báo tin mừng để được đúng hướng, cần bao gồm việc nghiêm túc xem và xét các dấu chỉ của thời đại, chứ không thể chỉ nhắm mắt chúi mũi làm. Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta Sao các người không tự mình xem xét cái gì là phải? Mời bạn, mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều có truyền tải những thông điệp của Chúa. Chúng ta cần phải khôn ngoan nhận định để biết đâu là điều Thiên Chúa muốn cho mình trong những chọn lựa hàng ngày, và nhất là khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Và để chọn lựa đúng thánh ý Chúa, ta cần có sự bình tâm. Chia sẻ, bạn có kinh nghiệm gì về việc áp dụng phương pháp xem xét làm? sống lời Chúa, nhìn mọi biến cố trong đời sống với cái nhìn của Chúa, siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện lại Chúa, cuộc sống có bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con luôn biết khôn ngoan nhận định, luôn đủ quảng đại và dũng cảm để chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa. Hạnh Đức Thánh, Trân Phước Antonio ở Santa Anna Galvao. Hoạch định của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người thường có những thay đổi bất ngờ để trở nên hữu ích hơn qua sự cộng tác với ơn sủng của Thiên Chúa. Sinh ở Guarantineta gần Sao Paulo, Antonio gia nhập trường đệ tử dòng tên ở Belém, nhưng sau đó ngài thay đổi ý định và muốn trở nên một tu sĩ dòng Francisco. Sau khi gia nhập được một năm, ngài khấn chọn vào năm 1761 và thụ phong linh mục năm 1762. Ở Sao Paulo, Ngài giữ các công việc rao giảng, giải tội và là người giữ cửa. Một vài năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm cha giải tội cho dòng Teresa Cải Cách là một nhóm nữ tu sống trong thành phố này. Chính Ngài và Sơ Helena Maria cùng thành lập một cộng đoàn nữ tu mới dưới sự bảo trợ của Đức Maria. Năm sau đó, Sơ Helena Maria từ trần nên một mình cha Antonio phải chịu trách nhiệm về tu hội mới này, nhất là việc xây cất tu viện và nhà thờ đủ cho con số nữ tu ngày càng gia tăng. Ngài cũng là cha giám đốc đệ tử viện ở Makaku và là bề trên nhà dòng Thánh Francisco ở São Paulo. Ngài thành lập tu viện Thánh Clara ở Sorocaba. Với sự cho phép của cha bề trên và đức giám mục địa phận, Ngài sống quãng đời còn lại ở nữ tu viện Recolimento de Nossa Senhora da Luz mà Ngài đã giúp thành lập. Ngài được phong chân phước ngày 25 đến 10 1998. Lời bàn Những người thánh thiện không chỉ giúp chúng ta lưu ý đến thiên chúa đến công trình sáng tạo của người và tất cả những người mà thiên chúa yêu dấu đời sống của những người thánh thiện luôn hướng về thiên chúa đến nỗi đối với họ đó là điều bình thường người đời có thấy đời sống của bạn và của tôi như những dấu chỉ sống động của tình yêu vững bền của thiên chúa không chúng ta cần thay đổi gì để đạt được điều ấy lời trích trong bài giảng hôm lễ phong chân phước, Đức giáo hoàng Joan Paulo II đã trích thư hai của Thánh Paulo gửi cho Timôthê. Chúa ở gần bên tôi và ban cho tôi sức mạnh để giao giảng lời Chúa cách trọn vẹn. Và rồi Đức giáo hoàng nói rằng, chân phước Antonio đã hoàn tất lời khấn trọn của Ngài qua tình yêu và sự tự hiến cho những người bị áp bức, bị đau khổ và những người nô lệ trong thời đại của Ngài ở Brazil. Đức tin chân chính của một tu sĩ Francisco như Ngài, đã phúc âm hóa tha nhân và đưa họ về với giáo hội sẽ là một khích lệ để chúng ta bắt trước con người của bình an và bác ái này. Là sống con chim sáo Trong một tập thơ mang tựa đề có muôn nghìn lý do để sống, Đức cha Heather Camara, vị giám mục người Brazil nổi tiếng, là vị tông đồ của người nghèo, đã ghi lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Bên cạnh nhà tôi, có một con chim sáo quanh năm ngày tháng sống giữa trời. Tôi vẫn có thói quen nói chuyện với nó một hôm, tôi hỏi chú Sáo có nơi ngủ nghỉ không? Nó ngạc nhiên trả lời, có chứ. Màn là trời, chiếu là đất. Có bao giờ thiếu đâu. Do những đòi hỏi của trí khôn loài người, tôi mới hỏi nó. Thế thì những lúc mưa gió, chú chú ngủ ở đâu? Nó nhanh nhẩu trả lời, bộ ông nghĩ là thỉnh thoảng tôi không cần tắm gội sao? Tôi hỏi nó có đói không? Con chim sáo mỉm cười đáp. Điều mà tôi muốn là được hót. Tôi sinh ra để hót mà. Và nó cất tiếng hót như sau hỡi loài người kiêu ngạo hãy nói cho ta biết đi liệu ngươi không chết sao tôi cứ nài nỉ để chú sáo nhận món quà tôi biếu đó là một ít bánh mì có thịt chú sáo lại được dịp cười cợt sự ngây ngô của tôi nó bảo tôi ông không biết là loài sáo chúng tôi không có ăn bánh mì và thịt như các ông sao lần kia tôi hỏi chú sáo có cầu nguyện không nó không hiểu được câu hỏi của tôi nó chỉ cười trả lời có mấy chú nhóc con lấy đá ném tôi nhưng tôi bay đi, tôi cười và tôi hót. Một lúc nào đó, tôi có ý nghĩ đưa con sáo vào bệnh viện để nhờ các bác sĩ tìm ra căn bệnh của nó và chữa trị cho nó. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nó chỉ là một con chim. Qua câu chuyện ngụ ngôn trên đây, có lẽ Đức cha Helder Camera muốn gợi lên cho chúng ta cái thảm trạng của con người ngày nay. Chiến tranh, chết chóc, đau khổ đều phát xuất từ chỗ con người không chấp nhận nhau. Ai cũng muốn người khác phải suy nghĩ như mình, phải hành động như mình, phải sống như mình. Ý thức hệ nào cũng cho là ưu việt và muốn áp đặt trên người khác, ngay cả bằng bạo lực. Ngày nay, con người mỗi lúc một ý thức hơn về sự đa diện của các nền văn hóa, của các khuynh hướng chính trị, của các tôn giáo. Sự trưởng thành của nhân loại được thể hiện qua chính sự chấp nhận ấy, chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, chấp nhận tư tưởng của người khác. Khoan dung là thái độ mà con người ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.